thứ tư tuần 18 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Canaan ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin vũ lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel thôi. Bà ấy đến bái lại mà thưa người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không nên lấy bánh dành cho con cái mà đem cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì sẽ được vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh. Suy niệm: Hôm nay, tin mừng thuật lại Đức Giêsu vượt qua ranh giới của người Do Thái đến với các dân ngoại. Ngài lắng nghe tiếng kêu xin của người đàn bà dân ngoại và cũng là tiếng kêu xin của hàng triệu người đàn bà nghèo khổ đang lo lắng chạy chữa cho con cái bệnh hoạn của mình hôm nay trong các bệnh viện, nhất là trên quê hương tôi. Lạy Ngài là con vua David, xin giữ lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Lời cầu xin thật chân thành, tha thiết và cảm động. Đức Giêsu đã nói: Tất cả những gì anh em xin thì sẽ được, tìm thì sẽ thấy, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Thế mà ở đây người không đáp lại một lời. Tại sao Chúa không đáp lại lời khi người ta kêu cầu Chúa? Thậm chí các môn đệ cũng thấy tội nghiệp cho bà ta nên phải đến kêu cầu giúp bà. Xin Thầy bảo bà ta về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Khó chịu, phẫn nộ vì thái độ năn nỉ dai như đĩa đói của người đàn bà dân ngoại này chăng? Hay Chúa cũng phân biệt chủng tộc? Nhưng biết đâu, người quá xúc động vì nỗi khổ thật đáng thương của người đàn bà này. Vì lý do gì khác quan trọng nữa chăng mà tôi không nghĩ ra? Tại sao Chúa lại chối từ sự cứu giúp một người mẹ đáng thương như thế? Chúng con biết Chúa đến để cứu giúp mọi người đau khổ mà. Ôi, thái độ van xin lạ thường. Phải chăng đó cũng là những câu hỏi tại sao của chúng ta đó sao? Thử thách của đức tin, thử thách kiên tâm cầu nguyện, thanh luyện đức tin và đề cao sức mạnh của sự cầu nguyện đích thực. Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Thật là lời nói cứng cỏi. Lạy Chúa, Chúa vừa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều nuôi dân chúng, thế mà bây giờ Chúa nỡ từ chối một chút bánh vụn trước lời van xin của người đàn bà đáng thương này sao? Không, bà nhất định không chịu bỏ cuộc, bà kiên tâm theo đến cùng. Đó là mức độ đức tin Chúa Giêsu muốn đưa cho bà ta. Này bà, lòng tin của bà thật mạnh. Giờ đây, thử nhìn lại toàn thể vấn đề. Nhưng nhờ đức tin của người đàn bà ngoại giáo trên đây, hôm nay một niềm hy vọng rộng lớn đã được mở ra. Nếu Chúa Giêsu đã chủ ý và dè dặt tự giới hạn mình trong phạm vi những chiên lạc nhà Israel, là người đã tự thấy trước và muốn đề cao việc các dân ngoại gia nhập giáo hội. Như thế, tôi phải tự hỏi, tại sao tôi có cơ may được lãnh nhận đức tin? Tại sao tôi được hưởng đặc ân, được mời gọi tới ăn bánh của con cái Chúa? Lạy Chúa, chứ gì chúng con không khi nào được quên rằng còn rất nhiều người đang chờ đợi những mảnh bánh vụn từ bàn ăn này. Phần chúng con đã được nuôi dưỡng bằng chính Thiên Chúa cũng đừng bao giờ ngồi dự bàn tiệc đó một mình. Con sẽ làm sao
để giúp những người khác cũng có thể thưởng thức bàn tiệc đó.